Hiện tại mình đang ở homestay, đối diện mình là bãi tắm Vĩnh Hy. Hôm nay mình mời các bạn cùng mình review cái homestay này nha, rất là đẹp. Đây là homestay nha các bạn. Đây, phía trước homestay nè, có chuẩn bị hai cái bàn, hai cái ghế và một cái bàn. Có trà nóng ha, có xoài nha các bạn. View mình nhìn ra bãi biển nha. Bãi biển Vĩnh Hy nha, Vĩnh Hy Ninh Thuận nha các bạn. Này, đây là trên một ngọn đồi. Bây giờ mình sẽ vào trong, bên trong mình review cho các bạn xem cái homestay này bằng gỗ nha. Đây có một cái giường ha. Trên đây có máy lạnh điều hòa nha các bạn. Bên cạnh thì có một cái tủ ha, kế bên thì có cái thùng rác. Trên đây có trang bị là đồ nóng, nước nóng. Ổ cắm ở đây sạc pin điện thoại thì có 3 ổ cắm luôn. Bên cạnh còn có cái cửa sổ nữa. Cửa sổ nữa, mình sẽ tới mở cửa sổ cho các bạn xem view bên ngoài. Mình vừa mở cửa sổ ra bên ngoài nha các bạn. Ngay cái giường ngủ đây. Cửa sổ ngay cái giường ngủ này nè. View ra cửa sổ. Nhìn ra bên ngoài, không gian bên ngoài. Bên này ngoài là đồi núi nha, rất là yên tĩnh ha. Cái homestay này chỉ có 5 phòng thôi, đang xây dựng thêm. Đó, những cái homestay như thế này nè. Toàn bộ thiết kế bằng gỗ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vào bên trong toilet, mình quay cho các bạn xem. Mình sẽ quay cái tủ này trước nè. Cái tủ này sẽ được đựng khăn nha. Khăn bằng chải và dép nha. Dép, 3-4 đôi dép. Ly nước uống nha, dịch vụ đây nấu ăn ha. Ai ăn cái gì thì yêu cầu bên homestay người ta sẽ nấu, người ta bê lên cho mình. Ăn trên đây và ngoài hành lang và view ra biển ha. Cái toilet ở đây rất là đặc biệt nha các bạn. Các bạn đã từng thấy cái nhà vệ sinh nào mà gắn lấy cây xịt đó, ở trên cái thân cây chưa? Này, cây xịt được gắn trên thân cây nha. Thân cây nha, nhà vệ sinh thì nó che một nửa, còn một nửa thì lộ thiên nha. Cái thân cây đây, cái thân cây dép dài xuống đốc cây nữa, và cắm cái đồ xịt nhà vệ sinh nha. Đây, nhà vệ sinh đây có trang bị đầy đủ bột giặt, giặt đồ ha, và có cả sữa tắm nha các bạn, vòi sen đầy đủ nha. Ở đây chỉ thiếu nước nóng thôi. Không khí ở đây không có lạnh lắm nên cũng không cần nước nóng nha các bạn. Đây mình sẽ quay bên cái homestay đối diện cho các bạn xem. Này đó, rất là đẹp nha. Homestay đối diện nè. Này, cây cối, cây xanh xung quanh nha. Những tảng đá. Từ đây nhìn ra biển thì chỉ chưa tới 100 mét nha. Trước mặt là mình là đường đi ha, cứ cho là khoảng 100 mét đi ha, là tới bãi biển nha. Phong cảnh này rất là yên tĩnh. Khi chúng ta lên trên cái homestay này, chúng ta phải di chuyển bằng cái bậc tam cấp này nè. Các bạn đến homestay này, các bạn thuê ở lại á, các bạn nên lựa chọn cái homestay cao nhất ha, để view nó đẹp nhất. Mình sẽ cung cấp cái số điện thoại của cái homestay này để cho các bạn tiện bề để liên lạc ha. Sau này có đi Vĩnh Hy để nghỉ dưỡng ha, tắm biển thì nên đặt vé ở đây ha. Giá cả rất là mềm nha các bạn. Mình sẽ quay cái lối đi từ chỗ homestay đi ra ngoài nha các bạn. Đi qua những cái bậc tam cấp như thế này. Chào anh là chủ đây anh. Dạ. Hoa này là hoa gì vậy anh? Cây hai. Cây đó là cây gì vậy anh? Đây hoa lài nha các bạn. Đây hoa lài đây. Rất là đẹp.
đây là những cái homestay phía dưới nha các bạn. Những cái homestay này thì gần nhà chủ ha, nhưng mà lại view không có đẹp bằng cái homestay ở trên cao. Đây một cái nữa nè, homestay này nhìn cũng dễ thương đẹp, view ra biển cũng được nhưng mà thấp. Tên của homestay mình đây, Thanh Nhi. Số điện thoại đây các bạn, 0926909279. Chào chị. Homestay mình ở đây tên gì chị? Homestay là Thanh Nhì Homestay. Thanh Nhì Homestay hả? Địa chỉ homestay của mình? Ở thôn Nước Ngọt, xã Tâm Lập, Cam Ranh, Khánh Hòa. Những bạn mà ở Sài Gòn mà muốn đến đây để nghỉ dưỡng homestay mình á, người ta đi xe ô tô đậu ở ngoài quốc lộ 1, mình có hỗ trợ ra đó được không chị? Mình chỉ thuê xe dùng hoặc là cũng có thể là ra đó, nhưng mà nếu mà mình chủ động được á, tại vì ở đây mình cũng ít người á. Homestay của mình là giá ngày thường và ngày lễ là như thế nào chị? Ngày thường thì mình đang giảm giá là phòng tiếp là khoảng 300 đồng một đêm, còn ngày lễ thì tiếp là 400. Còn ngày thường? Bên mình là có các tiện nghi gì chị? Có thể nói cho mọi người nghe được. Bên mình thì nói chung là phòng giá bình dân cho nên cũng không có gì nhiều trong phòng. Bên mình có hỗ trợ cho thuê xe không chị? Không, hỗ trợ cho thuê xe. Giá thuê xe một ngày là bao nhiêu tiền chị? Xe số thì là 100 ngàn một ngày, còn xe tay ga thì là 150 ngàn một ngày, từ đổ xăng. Từ cái homestay của mình á, thì đi tham quan, đi du lịch những cái điểm nào gần homestay mình chị? Chị có thể liệt kê được không? Ở đây là thường khách là đi Tứ Bình nha, Bình Lập, Bình Đa, rồi Bình Hưng và Bình Tiên. Chỗ nào gần nhất chị, từ nhà homestay mình đi chỗ nào gần nhất? Bình Tiên với Bình Hưng, Bình Lập, ba cái đều cũng gần, khoảng từ 8 đến 15 km. Mình có thể nói là cái tên homestay mình và cái địa chỉ và số điện thoại của mình được không chị? Tên là Thanh Nhì Homestay, địa chỉ là thôn Nước Ngọt, xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa. Số điện thoại là 0926909279. Ví dụ như có một số bạn mà muốn đặt trước vài ngày và đặt trên mạng hoặc là gọi điện thoại trực tiếp á, có được ưu đãi giảm giá gì không chị? Không, cũng không có ưu đãi giảm giá gì, tại vì thường khách cũng hay đặt qua Facebook này, rồi điện thoại cũng có. Homestay nhà mình là có bao nhiêu phòng chị? Mình có 5 phòng, tạm thời 5 phòng. Trong đó là mấy VIP và mấy thường? Hiện tại là 3 phòng VIP và 2 phòng thường. Phòng VIP với phòng thường nó có gì khác nhau chị? Khác nhau là toilet trong với toilet ngoài thôi. Cái đó quan trọng nha. Không, nhưng mà đang làm thêm 2 toilet trong luôn cho cái 2 phòng kia. Thì cũng sắp sửa làm thành phòng đầy đủ toilet. Em là người trải nghiệm ở homestay chị một ngày thì em đánh giá thì homestay của chị cũng dễ thương, giá cả cũng hợp lý. Có dịp lần sau em sẽ ghé nữa. Mong các bạn mà có dịp du lịch ở Bình Hưng, Bình Tiên thì ghé đây để nghỉ dưỡng trải nghiệm cái homestay trên núi của chị. Bên mình chuẩn bị xây thêm một cái số phòng tập thể cho những cái tour, những bạn mà thích đi tập thể. Homestay của mình ở đây á, có giới hạn con người không chị? Ví dụ như người ta thuê một phòng mà ta ở 3-4 người thì giá cả nó có thay đổi không? Mình chỉ thu thêm phí 50.000 người, thêm người, nhưng mà tối đa là từ 1 đến 2 người. Homestay mình á, thì nó sẽ phù hợp cho những đối tượng mà ví dụ như khá giả hay những đối tượng bình dân chị? Phù hợp cho mọi cái đối tượng, nhưng mà thường là khách bình dân hoặc là khách thích trải nghiệm. Thích trải nghiệm mà thích đi về thiên nhiên. Rồi thôi, em cũng chúc chị ha là homestay mình càng lúc càng xây dựng càng nhiều ha, càng lúc càng đông khách nha. Rồi chúc chị nhiều sức khỏe. Các bạn ủng hộ mình thì có thể liên hệ trực tiếp hoặc là liên hệ Facebook với mình để trải nghiệm được cái khi mà mình đi du lịch ấy, thì mình có thể hòa mình với thiên nhiên và